Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn chế sạc iPhone. Thì tại sao phải chế sạc iPhone? Thì có một câu hỏi của một bạn tên là Vũ Duy Đông ở trên Facebook có hỏi tôi rằng bạn đó đây xin được máy sạc 5V hoặc là máy đường 5V đây. Có dây đỏ và dây đen và bạn đó cắm vào cổng USB. Cổng USB ấy, hàn với cổng USB và các bạn cắm cái dây sạc của iPhone vào thì máy báo sạc nhưng mà điện không vào. Thế hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn là để các bạn muốn được cái iPhone ấy nó nhận diện ra cái sạc ấy thì các bạn phải sử dụng một cái mạch, nó gồm mấy cầu tiện trở. Trên mạng thì nó có sơ đồ ấy, nhưng mà hôm nay tôi không tiện chia sẻ với các bạn sơ đồ, các bạn vào Google nó có thôi. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn ở những cái sạc lô ấy, những cái sạc lô ấy của iPhone này, những sạc lô này. À, đây là một sạc lô của iPhone nhé. Thì các bạn nếu mà bị hỏng ở phần này, phần nó chịu biến áp thôi, gọi là phần sơ cấp, nó xoay chiều, nó ra 5V xoay chiều, nó đi qua con diode này nắn, nó đưa qua cổng USB này, thì các bạn cái đoạn nhễ mạch này các bạn vứt đi, các bạn giữ cho mình. Trong đây nó có mấy cái cầu điện trở để phân áp này, làm cho là iPhone nó nhận diện được sạc ấy. Thì các bạn chỉ cần hàn dây đỏ và cực dương của tụ hóa đây này đấy, dây đen và cực âm của tụ hóa đấy, hoặc là vỏ này là ok rồi này. Đây là mình đã hàn vào rồi cho các bạn xem nhé. Đấy, và mình sẽ cắm cái đeo nguồn ở camera IP 5V. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây, ok chưa, mình cắm vào nguồn điện rồi. Và mình đây, bây giờ iPhone của mình đang là 25%, các bạn nhìn rõ không? Đấy, 25% pin. Và bây giờ mình sẽ cắm cái đó vào. Đấy. Đấy, máy báo nhận sạc nhá. Rồi. Có cái set này này. Đấy. Bây giờ đang là 24%. Bây giờ mình sẽ cắm vào khoảng độ 1 đến 2 phút để chờ xem mà nó lên được 25% không nhá. Đấy. Bạn nhìn đang là 24% đây. Đấy. Nhiều bạn chế những cái nguồn đa năng ấy, có cái đường ra 5V thì các bạn muốn chế cái cổng để sạc cho iPhone thì các bạn thể sử dụng phương pháp này, rất là tốt. Không có vấn đề gì ảnh hưởng đến cái chất lượng của iPhone cả. Đấy. Nhưng những cái nguồn 5V của các bạn phải là những nguồn 5V tốt nhé. Chứ những nguồn 5V mà nó rẻ tiền quá là cũng không được đâu. Đấy, ba bạn lên thế lên 25% rồi đây. Các bạn ngán lại với mình, rồi mình phút nữa chờ cho đến 26% để chứng tỏ là pin nó đang vào nhé. Đấy. Đây. Mạch như này này. Đấy. Đây, các bạn cùng chờ mình xem bao đến 26% thì mình sẽ dừng video clip ở đây. Đấy, cho chứng minh cho các bạn là những clip của mình làm là hoàn toàn chân thực chứ không câu view hay câu like gì cho các bạn. Đấy, đã được 26%, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Vậy thì mình dừng video tại đây. Thì mong các bạn nếu mà thấy video này có ích thì hãy ủng hộ bằng nút like kênh của mình hoặc sub và chia sẻ bài viết của mình. Thì chúc các bạn thành công.